trân trọng nhất bởi đêm bước nhảy hoàng vũ lần thứ tư ạ. Tại vì em cũng sợ thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến diễn, cho nên em cái gì là em nói thiệt thôi. Và có bao nhiêu khán giả mình mở màn sớm thì bà con mình không có chờ đợi lâu hơn một lần thể. Và đây là những gương mặt vô cùng rạng rỡ và khỏe mạnh của Sài Gòn tới thời. Những người không khỏe mạnh ốp nhà. Rồi, rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho đêm diễn tới hôm nay, bước nhảy hoàng vũ lần thứ tư. Và hôm nay có sự xuất hiện của anh Đức sẽ là MC hỗ trợ cho đêm diễn, đặc biệt là đêm diễn có chủ đề. Hả? Kim Lan sao còn có một chân à? Chắc phải đổi nghệ danh quá. Lại què. Người ta là quách què phải không? Cái này là kim què. Dạ, tại vì em thấy là các bạn tập nhảy rồi này kia đó, em thấy người ta hay than là bị đau chân rồi này kia vậy đó. Em băng chơi cho nó giống mọi người vậy thôi, chứ không có đau gì hết. Anh giỡn dễ sợ. Rồi ok, anh Đức sẽ là người mà sẽ đồng hành cùng với Lộ để dẫn dắt quý vị trong không gian của bước chân hoàng vũ lần thứ tư. Thì đây là lần thứ hai anh tham gia với Sài Gòn Đồng Thời, thì cảm giác của anh sao khi mà thấy mọi người đang chuẩn bị bên trong rất là rực rỡ? Xin cảm ơn Lộ rất là nhiều. Đây là lần thứ hai mà Đức rất vinh dự được đứng tại sân khấu của Sài Gòn Đồng Thời. Quý vị thân mến, thú thiệt thì anh Đức đây là với loại hình lô tô thì đây là lần đầu tiên khi mà quen với Lộ Lộ, thì Lộ Lộ mời Đức tham dự, và có lẽ là những lần đầu tiên Đức bị khớp nè, có lẽ đó Đức chưa có quậy, nhưng mà anh Đức chắc chắn là khi mà anh Đức đã khởi động xong rồi á thì là các thành viên của Sài Gòn Đồng Thời hãy đợi đấy. Dạ, có nghĩa là anh sẽ kêu lô tô luôn đúng không? Chơi luôn. Ok, chơi luôn. Thôi bây giờ chút xíu nữa khi tới cái phần chính của chương trình là phần thi của các bạn đó, thì anh sẽ hỗ trợ giùm cho em. Còn bây giờ chắc có lẽ là em sẽ mời Dương Trong để trên sân khấu, chúng ta sẽ bắt đầu tụng văn ha. Thank you. Đây là chỉ anh nói một lời thôi. Dạ, yeah, ok. Quý vị thân mến, hãy vỗ tay thật nồng nhiệt để cho chương trình bước nhảy hoàng vũ của đoàn Lotto Sài Gòn Tinh Thời xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị, và trước khi bắt đầu đêm diễn tới nay, chúng ta sẽ có một cái thao tác vô cùng đặc biệt, đó là kiểm băng để chúng ta có thể thấy là công tâm cho tất cả quý vị và công bằng cho tất cả mọi người khi đến với Sài Gòn Tinh Thời quý vị nha. Ngay bây giờ xin mời một khán giả bất kỳ có thể hỗ trợ giùm cho em. Rồi xin mời em gái, và xin tặng tới một lần nữa tiếng theo cho bạn nha. Rồi ngay bây giờ em gái sẽ bỏ tất cả các bạn vào lòng cầu. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có 60 trái băng tương ứng với 60 con số trên bộ lá vé của quý vị nha. Vô 60 con số trên bộ lá vé của quý vị nha. Vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Rồi, đúng 60 con banh đúng không em? Dạ đúng rồi. Ok, tặng em một vé một loại mở hàng nha. Rồi, mời Luna. Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ có 60 con banh trong lòng cầu tương ứng với 60 con số trên mỗi lá vé của quý vị đang tham gia tham dự cùng với Sài Gòn Tinh Thời. Ở vòng loại đầu tiên, mỗi lá vé chỉ có 20.000 đồng và tặng phẩm sẽ là một phong bao lì xì đỏ thắm trị giá 1 triệu đồng nếu quý vị may mắn đồng giải. Và để tham gia quý vị, cứ nguyên tại chỗ giơ giùm em cánh tay ngang ngọc của quý vị lên, bổ đồng phù dù tận nơi tận chỗ cho bà con cô bác mình ha, với những cô gái vô cùng xinh đẹp và căng mọng giống như bé Tư vậy đó quý vị. Rồi quý vị thân mến, thế là...